Mến chào các bạn đang đến với chương trình Chàng Tám. Đây là chương trình dành cho những người trẻ, các bạn phụ nữ, các bà mẹ đã có gia đình và cả những anh chàng, cô nàng, độc thân. Nói như vậy có vẻ nghe quá rộng lớn, nhưng mong rằng chương trình là nơi tâm tình, chia sẻ của tất cả chúng ta sau những giây phút bộn bề trong cuộc sống. Và chương trình sẽ rất vui nếu nhận được những đóng góp của quý khán thính giả gửi về những ý kiến của mình, những quan điểm hay những câu chuyện của chính bản thân, những trải nghiệm trong chính cuộc sống và mọi thứ xung quanh chúng ta. Chương trình sẽ được phát sóng hàng đêm vào lúc 21 giờ trên kênh YouTube Anh Khoa The Storyteller và trên kênh âm nhạc online Nhạc Của Tôi. Mọi đóng góp, chia sẻ của quý vị hãy gửi về cho anh Khoa qua email phạm.anhkhoa82a@gmail.com và bay anh Khoa gạch ngang The Storyteller. Và nào, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện của tối ngày hôm nay. Tôi gặp lại chị sau hàng chục năm xa cách. Tôi nhớ đám cưới của chị với anh đã làm nức lòng những đứa trẻ mới lớn, mơ mộng như tôi thời bấy giờ. Ngày ấy, anh cùng chị sánh bước lên xe hoa với gương mặt rạng rỡ, với mong muốn có được một tương lai đẹp như chính bó hoa chị đang cầm trên tay. Thế mà, cuộc sống lại mang đến những bất ngờ mà ngay cả tôi cũng chẳng thể nào tin được. Tôi chọn một quán cà phê vắng người, tìm một cái bàn trống quất sau chiếc đàn piano của quán. Liên tục nhìn vào đồng hồ, tôi sốt ruột chờ đợi. 10 năm rồi, chết à. Chị em tôi ngày ấy chơi với nhau rất thân thiết. Bố chị là anh trai của bố tôi. Chị yêu và lấy chồng tận trong miền Nam, nên từ ngày ấy chúng tôi dường như không gặp lại nhau. Thỉnh thoảng, chị gọi về hỏi han tình hình của tôi, rồi lại thay số khác, khiến tôi và cả gia đình chị đều không liên lạc được. Trong số ít ỏi những lần chị gọi về, tôi nghe chị nói rằng chị đang làm chủ một tiệm vàng nho nhỏ trong thành phố. Cuộc sống dư dả lắm, nên tôi cũng có thể mường tượng đến cuộc sống sung sướng, đủ đầy của chị và cũng thầm vui mừng cho chị. Rồi hôm qua, chị gọi về cho tôi nói rằng chị đã ra Bắc và muốn gặp tôi. Đó là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Rồi chị cũng xuất hiện. Lúc ấy, điện thoại của tôi hiện lên tên chị. Tôi nghe và ra hiệu cho chị vị trí ngồi của tôi. Người đàn bà đứng trước mặt tôi không giống những gì tôi tưởng tượng, không giống cả cái mạng ký ức mà tôi đã có với chị trong những năm tháng tuổi thơ. Chị đã gần 40 tuổi. Tôi kịp nhìn thấy những nếp nhăn trên mắt, khóe miệng và nét u buồn trong mắt chị. Chị ăn mặc sời xòa, chứ chẳng quý phái như suy nghĩ của tôi trước lúc chị đến. Chị ngồi đi chị Mai, trông chị khác quá, em suýt nữa không nhận ra. Cũng 10 năm rồi em à, trông em đẹp hơn xưa nhiều lắm. Thế chồng con em bây giờ như thế nào rồi? Bao giờ cũng vậy, chị em lâu ngày gặp nhau thường là những câu chuyện hỏi thăm về gia đình, con cái. Tôi hăm hở kể cho chị nghe đôi nét về cuộc sống của mình và cả gia đình mẹ đẻ nữa. Hai bác không liên lạc được với chị càng tỏ ra lo lắng. Rồi tôi quay sang hỏi chị, thế còn gia đình chị? Chị được mấy cháu rồi? Mấy lần chị gọi về em quên không hỏi. Rồi tôi thấy nét mặt chị thay đổi, từ trạng thái vui vẻ sang trầm luân. Chị hững hờ bảo, chị không biết, càng không thể hiện trạng thái hôn nhân của vợ chồng chị là gì cả. Sao lạ vậy? Chị nói rõ cho em nghe xem nào. Tôi sốt sắng hỏi. Chị tiếp, thì anh Quân chồng chị đang ở với một người đàn bà khác, có 2 đứa con rồi, còn chị thì vẫn sống một mình trong căn nhà cũ của cả hai vợ chồng. Tôi bất ngờ. Không, chính xác là tôi sốc. Chưa bao giờ tôi nghe chị nói về điều này, thậm chí trong tưởng tượng của tôi cũng không hề nghĩ tới. Hả? Thế là thế nào hả chị? Lý do là gì? Chị nói cho em nghe coi nào. Chị uống một ngụm cà phê, khẽ thở dài, rồi nhìn vào khoảng trống trước sân. Vì chị không sinh con cho anh ấy được. 10 năm rồi, quá dài đối với một người đàn ông mong con như anh ấy. Tôi bị bất ngờ lần nữa, tay dường như ù đi. Tôi phải lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo hơn trong câu chuyện với chị. Tôi hỏi chị một câu hỏi hơi thừa thãi. Và chỉ có vì như thế mà anh bỏ chị sao? Chị ngẩng lên, cười cay đắng, nụ cười ám ảnh tôi mãi về sau. Chị bảo, nếu em là đàn ông thì em cũng sẽ xử sự như vậy thôi. Chị không trách anh Quân đâu. Chỉ là chị thấy hụt hẫng bởi chị mất mọi thứ quá nhanh, đến nỗi chị không kịp thích ứng để mà chấp nhận. Vậy chị không có ý định nếu giữ anh ấy ở lại sao? Gia đình chị có điều kiện mà, thiếu gì cách để mà hai người có con với nhau, thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc cùng lắm là nhờ người mang thai hộ.
cơ gì mà chị lại để anh ấy đi mất? Chị lắc đầu, mắt buồn rười rượi, giọng nói có gì đó không trôi chảy. Không gian yên lặng đến lạ thường. Không được em ạ. À, tại sao? Vì lỗi không phải ở chị. Tôi không hiểu mình đang nghe câu chuyện như thế nào. Rõ ràng khi nãy chị nói anh bỏ chị là do chị bị vô sinh, giờ chị nói lỗi không phải do chị. Câu chuyện thiệt mơ hồ. Cho đến khi chị mở túi sách đưa cho tôi một mớ giấy tờ, đó là kết quả thăm khám của chị. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Tôi thấy u ớ và ngẩn người ra. Lúc đó thì chị mới phân trần tiếp. Thực ra chị biết anh Quân nhà chị không có khả năng có con cách đây hơn 8 năm rồi em à. Chị mang mẫu của anh ấy đi xét nghiệm. Bác sĩ nói anh ấy hoàn toàn không thể có con nếu như không dùng đến y học hiện đại. Thế vậy tại sao? Tại sao anh ấy bỏ chị? Và cả chuyện anh ấy có 2 đứa con nữa, sao em nghe càng không hiểu gì hết? Cho đến tận bây giờ, em có biết không, nước mắt chị luôn chảy trong những đêm chẳng có ai bên cạnh mình. Và chị cũng không tài nào tìm được lý do cho những hành động của mình. Có lẽ bị quá yêu anh ấy, bởi vì sự kỳ vọng của gia đình dành cho anh ấy quá lớn, mà chị đã chấp nhận im lặng. Im lặng để nhận mọi tội lỗi về phía mình. Chị đã tự biến mình thành bia đỡ đạn cho chồng. Anh ấy là con một của một gia đình gia giáo và có mối quan hệ xã hội. Và hơn nữa, anh ấy là trưởng họ của một gia tộc. Vậy thì làm sao chị có thể nói ra cái sự thật nghiệt ngã kia hả em? Tôi nhìn thấy nước mắt chị chảy thêm một vệt dài trên má. Tình yêu hay sức mạnh nào đó đã buộc chị đã phải lựa chọn con đường đầy cay đắng như vậy? Tôi không trả lời được. Tôi chỉ cảm thấy phục những gì mà chị đã hy sinh cho anh, mà anh không hề hay biết cái điều này. Cổ họng tôi bỗng thấy chát đắng. Tôi vẫn im lặng. Không phải vì tôi không biết nói gì, mà tôi không muốn câu chuyện cảm xúc chị kể lại cho tôi bị đứt đoạn. Tôi nắm lấy tay chị, ngầm nói với chị, em đồng cảm với chị nhiều lắm. Chị cố trấn tĩnh lại, giọng chậm chậm như tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia. Em có biết không, chị cứ tưởng mọi việc sẽ được giải quyết theo cách của chị thì có một ngày anh ấy nói với chị câu này em à. Nó làm cho chị cảm thấy buồn thấu tim gan. Chưa bao giờ chị bị anh tạt một cốc nước lạnh vào mặt. 2 năm nay chưa khi nào chị quên cái câu nói ấy. Là đàn bà không đẻ được thì là cái loại không ra gì, cái loại đáng bị vứt đi. Anh ấy thật quá đáng. Tại sao lúc ấy chị không nói sự thật cho anh ấy biết? Chẳng lẽ trước giờ anh ấy không yêu chị hay sao? Đột nhiên tôi gắt lên, tôi buồn, tôi hận thay cho chị. Rõ ràng lỗi là từ chồng, mà vợ lại bị xỉa xói như vậy. Bỗng tôi thấy đời không công bằng chút nào cả. Thì chị không hiểu sao khi ấy chị không nói sự thật ra được em à. Kể cả anh ấy có làm tổn thương chị thì chị vẫn yêu, vẫn thương anh ấy lắm. Anh ấy đã từng là người chồng rất chiều chuộng vợ. Anh ấy là một người bạn đời tốt. Nếu như không có cái khao khát có con cho anh ấy, nó lớn đến mức như vậy. Chị chỉ nghĩ chị nhận lỗi về mình rồi từ từ tìm cách khắc phục khó khăn. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Anh ấy dẫn một đứa trẻ vài tháng tuổi về và nói đó là con của anh ấy với một người đàn bà khác em ạ. Tôi lặng người đi. Có gì đó nó len lói trong tim. Cảm giác rất mông lung, rất khó tả. Nhưng anh ấy không thể mà chị. Vậy đứa bé là con của ai chứ có phải của anh đâu. Lúc ấy chị nói gì? Chị có hỏi anh Quân một câu thôi, rằng có phải anh tin đó là con anh không, và anh có thật sự muốn rời xa chị không. Anh ấy gật đầu khẳng định. Anh ấy bảo anh ấy cần đứa con để làm tròn trách nhiệm, và hơn hết đó là nguyện ước của anh. Lúc ấy chị thấy mọi thứ như sụp đổ em à. Anh ấy đã tin vào điều ấy. Chị tự hỏi bản thân rằng liệu gì có nên nói cái điều sự thật đó với anh, rằng anh bị như vậy không, rằng anh đang bị lừa gạt hay không. Nhưng rồi chị chọn cách im lặng. Im lặng để anh được hạnh phúc với sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho đứa bé kia. Sao chị khờ vậy? Chị lại cười cay đắng. Sao tôi sợ cái nụ cười ấy đến vậy? Nó như hàng ngàn cái kim đâm vào lòng tôi, mang mát và tê tái. Bởi vì chị vẫn yêu, vẫn mong có ngày anh ấy nhận ra sự thật và quay về bên chị. Chị vẫn hy vọng như vậy. Khi yêu thương dành trọn cho một ai đó thì sự hy sinh phải chăng là thỏa đáng? Nhưng nếu em á, thì em sẽ không chọn cách đau đớn ấy đâu chị ạ. Một người sống trong dằn vặt với một bí mật, một người sống trong sự lừa dối, chẳng phải sự hy sinh này là vô nghĩa sao? Chuyện này xảy ra lâu chưa chị? Và anh chị đã giải quyết thế nào? Anh ấy đi kể từ hôm đấy. Tính đến nay cũng đã gần 2 năm rồi em. Anh ấy bỏ lại tất cả cho chị, bảo rằng những thứ ấy anh không cần.
Tôi bột chợt mỉa mai một câu: thì coi như anh ta cũng một tí được gọi là có lương tâm, chứ không em đã khinh đến lúc chết không hết. Chị dường như không hưởng câu ấy của tôi. Tự dưng tôi thấy mình vô duyên, chống cằm nghe chị kể tiếp. Nhưng mà từ ngày nấy đi, chị đã gửi cho nấy hơn 200 triệu để anh tiêu xài. Tôi lại trố mắt ngạc nhiên. Nhưng mà chị kịp phân bua: đấy có lẽ cũng là thứ anh đáng có được em. Chị cũng không mong lấy hết những thứ mà cả hai đã cùng nhau gây dựng. Chị xót xa khi nghe nấy kể về khó khăn cả tài chính lẫn tình cảm của cả hai người. Anh ấy bảo vợ hiện tại của anh không biết chăm lo cho chồng, chỉ biết chờ chồng mang tiền về tiêu xài. Anh ấy nói cuộc sống của anh ấy không còn được như trước nữa. Sinh nhật anh, vợ anh thậm chí không nấu nổi cho chồng một món ăn coi là để tặng sinh nhật chồng. Kệ, chị còn xót xa ông ấy làm gì? Con đường này là do ông Quân chọn, có phải chị đẩy ông ấy vào đâu mà chị day dứt mà bận tâm. Là do chị không nói sự thật mà em. Lỗi là ở chị. Anh ấy nói với chị tối hôm qua, anh ấy gọi bảo rằng anh ấy sống như thế chỉ vì thương đứa con. Càng thế chị càng dằn vặt. Chị không biết chị có nên nói cái sự thật muộn màng này ra để anh ấy biết, để anh ấy có sự lựa chọn đúng đắn hay không. Chị có tuổi rồi em à, chị không dám yêu thêm một ai nữa. Chị vẫn mong có ngày anh ấy quay về bên chị, như vậy là chị cũng mãn nguyện lắm rồi. Những lời nói của chị làm tôi nghĩ mãi không thôi. Một người phụ nữ hy sinh quá nhiều và giờ đây đang đứng giữa những băn khoăn, những chọn lựa. Tôi không dám khuyên chị điều gì cả, vì tôi biết câu trả lời nằm ở chính chị. Tôi biết chị vẫn yêu anh nhiều lắm, bởi chị nói với chị rằng hãy sống cho bản thân, cho hạnh phúc của chị. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Còn tôi nghĩ về gia đình mình với một thái độ trân trọng hơn với những gì mình đang có. Còn nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào? Đó là câu chuyện buổi tối ngày hôm nay mà anh Khoa rất vui được chia sẻ với tất cả mọi người. Đây có lẽ là những trăn trở của những người phụ nữ và cái sự đồng cảm chia sẻ của những ai đã từng làm vợ, làm mẹ. Và anh Khoa không nghĩ là đến bây giờ, khi mà xã hội, khi mà y học hiện đại như vậy, con người ta vẫn còn mù quáng, con người ta vẫn còn tin vào những cái gọi là không thành thật, không thật lòng của một cái đời sống vợ chồng. Quan trọng, chỉ mới hôm qua thôi anh Khoa có đọc được một cái câu nói rất là hay: nếu chỉ cần ở lại bên nhau thì dù mối quan hệ là thế nào cũng là hợp lý cả. Và nếu như là bạn, bạn sẽ như thế nào? Anh Khoa thì cảm thấy có xót thương, có đồng cảm, nhưng đáng trách thì nhiều hơn với hoàn cảnh của người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta chia sẻ. Bởi vì không phải mình hy sinh là người khác được hạnh phúc, không phải bởi vì mình im lặng là người khác lại có thể dửng dưng sống một cách an nhàn như vậy. Hãy chia sẻ với nhau những buồn vui, những điều thầm kín, những trăn trở, những khó khăn nhất trong đời sống lứa đôi, trong đời sống vợ chồng và cả trong tình cảm của hai người nữa, thì biết đâu sẽ có cách để chúng ta giải quyết. Nhưng cái hay ở người phụ nữ này là bởi vì họ chấp nhận, họ biết chấp nhận yêu chồng họ ngay cả khi không có khả năng mang đến một đứa con cho hạnh phúc gia đình. Và chúng ta sẽ ngẫm nghĩ nhiều về câu chuyện ngày hôm nay để biết trân trọng những gì mà chúng ta đang có, về cái thái độ sống của mình với hạnh phúc, với tình yêu, với những người thân xung quanh mình. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng đến với câu chuyện của chàng Tám trong chương trình tối nay. Rất hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành và sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện thật hay, những thông điệp thật ý nghĩa và cả những hoàn cảnh, những câu chuyện xung quanh của chúng ta qua chương trình chàng Tám hàng đêm. Xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tối mai cùng với tất cả quý vị.